xây dựng hình ảnh đạo sư, là chủ trì của một ngôi chùa. Hình ảnh tôn nghiêm của chủ trì đó được đánh giá cao nhất và cũng được cộng đồng Phật tử kỳ vọng nhiều nhất. Dù là ở miền Bắc, miền Trung hay miền Nam, các Phật tử khi vào chùa thói quen là đến thăm viếng và hỏi han thầy chủ trì, chứ ít khi nào đi thăm viếng hỏi han các thành viên là tăng chúng hay là ni chúng có một ngôi chùa. Thì ngoài cái việc tư vấn những vấn đề mà cộng đồng Phật tử thường hỏi đó, đó là phong tục tập quán liên hệ đến là hôn, quan, tang chế thôi. Đó là bao nhiêu vấn đề đó mà mình tạm gọi đó là sinh hoạt tín ngưỡng, vốn là một cái nhu cầu không thể thiếu đối với cộng đồng Phật tử. Thì hầu như cộng đồng Phật tử Việt Nam không có quan tâm đến những vấn đề quan trọng hơn, liên hệ đến vai trò quan trọng của một nhà sư nói chung và của một vị chủ trì nói riêng. Ngoài cái việc mà nhiệm vụ gánh vác hoạt động tôn giáo được hiến pháp và luật tôn giáo tín ngưỡng Việt Nam tôn trọng và bảo vệ, thì rất nhiều các chủ trì đó thiên nặng về hành chánh, bao gồm hành chánh giáo hội và hành chánh từ viện và các hoạt động an sinh xã hội, gọi chung đó là các hoạt động nhân đạo, mà ít quan tâm chăm sóc hình ảnh đạo sư, tức là bậc thầy tâm linh. Thì nó có những lý do mà chúng ta có thể thông cảm, đó là thời kỳ pháp thuộc gần 100 năm, pháp đã đè bẹp Phật giáo và đề cao sự phát triển của Công giáo. Rồi đến năm 1954 khi pháp toàn bộ rút quân khỏi Việt Nam, vua Bảo Đại đã bị thủ tướng Ngô Đình Diệm lật đổ và trở thành là tổng thống mới, kết thúc cái chính thể quân chủ tại Việt Nam. 9 năm xuyên suốt từ năm 1954 cho đến năm 1963, chính sách cai trị hà khắc đối với Phật giáo của gia đình tổng thống Ngô Đình Diệm trong việc đề cao Công giáo một cách bất bình đẳng tôn giáo và vi phạm luật pháp lúc bấy giờ, thông qua đạo vụ số 10 của vua Bảo Đại, đã làm cho Phật giáo lại càng thêm gọi là suy kiệt đến tột đỉnh. Thì mặc dù bên trong của Phật giáo đó, các cái phong trào cải cách và chấn hưng đã được khởi sự từ những thập niên 30 của thế kỷ trước, nhưng mà đỉnh cao nhất nó vẫn là thập niên 60 và thập niên 70. Cấm treo cờ Phật giáo vào một Phật đản năm 1963, rồi bắn đề bác tại đài phát thanh Huế làm cho 7 thiếu nhi và một người lớn chết đang lúc họ nghe thông điệp Phật đản được phát trên đài phát thanh, như là một sự đổ dầu vào lửa làm cho phong trào đấu tranh bất bạo động của Phật giáo lan rộng từ Thừa Thiên cho đến thành phố Sài Gòn, thủ phủ của nước Việt Nam Dân Chủ, Việt Nam Cộng Hòa. Và đỉnh điểm đó là sự tự thiêu của Bồ Tát Thích Quảng Đức vào ngày 20 tháng 4 năm Quý Mão nhằm 11 tháng 6 năm 1963. Khoảng 5 tháng rưỡi sau đó, vào ngày 1 tháng 11 năm 63, chế độ Việt Nam Cộng Hòa đệ nhất bị cáo chung bởi sự can thiệp của Mỹ, chỉ đạo cho các tướng lĩnh đó lật đổ chính thể, lập nên chế độ Việt Nam Cộng Hòa đệ nhị.
Thế như vậy là Phật giáo Việt Nam chúng ta trải qua rất nhiều các biến cố và luôn luôn là nạn nhân. Do đó, sau khi thoát khỏi các ách cai trị, bị đối xử bất công về tôn giáo đó, thì cái nhiệm vụ của các tự viện lúc bây giờ đó là làm sao để khôi phục lại niềm tin của quần chúng, tổ chức các cái sinh hoạt mà phần lớn chỉ là tín ngưỡng thôi, song song với những cái chương trình an sinh xã hội. Như vậy thì trong cái giai đoạn đó, việc xây dựng hình ảnh đạo sư đối với tăng ni nói chung và trụ trì nói riêng đó gần như cũng chưa được quan tâm đúng mức. Thì quý Tôn Đức có thử hình dung vai trò của một bác sĩ đó là khám bệnh và trị liệu bệnh để dẫn đến sức khỏe và tuổi thọ. Nếu bác sĩ nào mà không quan tâm đến việc đó đó, thì cái thời gian đào tạo làm bác sĩ trung bình 7 năm và làm thực tập sinh bác sĩ trung bình là 1 năm, không phát huy được tác dụng thiêng liêng lương y như tự bảo. Ở nước Hoa Kỳ và một số nước phương Tây, giám đốc của bệnh viện có thể nói là 90-95% là những người học về ngành quản trị học hay là kinh tế học, chứ không phải chuyên ngành y khoa. Bởi vì vận hành một bệnh viện phải có kiến thức quản trị. Còn chỉ có 5% các bệnh viện mà người đứng đầu đó là bác sĩ. Lúc đó là phần lớn đó là các bệnh viện tư nhân thôi. Mà các bác sĩ đó có cái nguồn vốn là tự mình đầu tư. Tại vì cái chuyên ngành của bác sĩ là trị bệnh, để giúp cho người bị bệnh đó có thể sống thọ, mà sống thọ trong khỏe mạnh. Nhưng mà khi mà bác sĩ nhảy qua làm hành chánh, thì ngoài trừ một số người có năng khiếu đặc biệt ở lĩnh vực của cả hai, thì hầu như chuyên ngành bác sĩ của bác sĩ đó phải bị gián đoạn, lúc đó qua làm lãnh đạo thôi, chứ còn không có điều trị chuyên môn nữa. Thì cũng tương tự như thế, nếu chúng ta không khéo quản trị một ngôi chùa, thì chủ trì sẽ trở thành là một nhà quản trị hành chánh tự viện của các cái sinh hoạt tu học của chùa mình. Còn cái hình ảnh đạo sư thì bị chúng ta tức là thiếu đầu tư đúng nghĩa. Cho nên đó, hình ảnh đạo sư đó chủ yếu nhấn mạnh ở chỗ là gì? Giảng kinh, thuyết pháp, viết sách, dịch thuật, sống đời gương mẫu chuẩn mực. Mà khi cộng đồng Phật tử đó có cơ hội tiếp xúc đến đó, thì dầu họ có va vấp bể rất nhiều các nỗi khổ niềm đau, nó cũng có cơ hội tháo mở được, trị liệu được. Và cái niềm tin đó đã gắn kết họ truyền thông với chân lý Phật, với đạo Phật, thông qua cái hình ảnh đạo sư của các vị trụ trì trong một ngôi chùa. Thì giáo hội trong mấy thập niên qua đó đã có những cái nỗ lực rất đáng được trân trọng, mà Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An đã làm rất tốt. Khóa bồi dưỡng kinh nghiệm trụ trì được tổ chức thường xuyên, và lần nào cũng từ 300 cho đến là 400 mấy chục vị đến tham dự. Thì ít nhất là các cái kiến thức và kinh nghiệm được chia sẻ trong khóa này đó, nó làm cho chúng ta phong phú hóa ít nhất là nguồn dữ liệu, và thứ hai đó, nó dẫn đến cái sự bổ ích vào trong cái kinh nghiệm điều hành thực tiễn của mình tại một ngôi chùa. Nhưng chính yếu vẫn là nhấn mạnh ở việc quản trị hành chánh tự viện thôi. Cái mặt mà Phật giáo chúng ta không mạnh bằng các tôn giáo khác, đặc biệt đó là Công giáo La Mã. Nên là tôi cho rằng là đến lúc nào đó Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cần phải có một cái quyển sách chuẩn mực về quản trị tự viện dưới góc nhìn của một trụ trì, cần làm những cái gì. Thứ nhất là đối với chính quyền, để được chính quyền ủng hộ thì Phật giáo mới phát triển mạnh được. Thứ hai đó là đối với quần chúng, làm thế nào để là thu hút được sự tín nhiệm của họ lâu dài và bền vững, để các cái sinh hoạt của chúng ta
trực tiếp mang lại lệ lạc tinh thần cho họ. Nói theo cách Đức Phật nói, đó là mang lại phúc lạc rồi an lạc hạnh phúc cho số đông. Còn về phía nội bộ tăng đoàn và đi đoàn đó, thì cái cách thức vận hành thế nào đó để cho các vị tăng ni trẻ đó là có đủ cái cơ hội được đào luyện chuẩn mực về trí tuệ đạo đức thiền định để có thể trở thành những người kế thừa gánh vác các Phật sự cùng với trụ trì, để tránh được cái tình trạng đó, là nhiều sải không ai đóng cửa chùa. Từ đến bây giờ thì giáo hội chúng ta vẫn chưa có được những cái quyển kỹ năng, cẩm nang và kỹ năng về ba phương diện trên. Và cái phương diện quan trọng nhất vẫn là hình ảnh là bậc thầy tâm linh. Để vì quần chúng Phật tử bây giờ tại nhà của họ có bàn thờ Phật, có gốc tâm linh, trang nghiêm cũng không thua gì á, là chánh điện của một ngôi chùa. Nếu như tới chùa mà chỉ có đơn thuần các sinh hoạt tín ngưỡng và các cái sinh hoạt quản trị hành chánh không đó, thì nhiều người ta nghĩ là ta đâu cần phải đến đâu, ở nhà ta có thể là làm được hết tất cả những việc đó. Cho nên nếu không phát huy cái vai trò tâm linh thì chắc chắn là ngôi chùa đó rất khó trở thành điểm niềm nương tựa tinh thần của quảng đại quần chúng. Như vậy cái ngôi chùa sẽ không phát huy được cái đóng góp đồng hành các Phật sự cao quý do trụ trì khởi xướng, tăng đoàn thực hiện. Và do đó trụ trì và các tăng ni phải nai lưng ra làm tất tần tật, rất là vất vả mà thành quả lại không cao. Vì cái kinh nghiệm làm đó chúng ta không thể giỏi hơn người tại gia. Thế vì họ có công ty, và những công ty giỏi lập ra thành tập đoàn, có nhân sự giỏi, có kịch bản giỏi, có cách quản trị giỏi, dẫn đến cái hiệu quả cao, tức là tăng trưởng kinh tế. Còn những cái nơi nào chỉ có tấm lòng thôi mà không có những cái tiêu chuẩn giỏi này đó, thì sau thời gian là phá sản. Mỗi năm ở tại Việt Nam cũng có mấy chục ngàn doanh nghiệp mới đăng ký, nhưng cũng có mấy chục ngàn doanh nghiệp phá sản. Tỷ lệ thành công khoảng chừng 5-10% thôi. Thì làm chủ trì nếu không khéo nó cũng dẫn đến tình trạng nào.